Xin chào cả nhà. Đồng hồ Smile hôm nay lại về một mẫu không phải là có giá trị khủng khủng khiếp, giá thành lớn, nhưng mà là một sản phẩm của Citizen có đầy đủ các chức năng, có thể hiểu được lịch, có thể hiểu được những tháng 30, tháng 31, thậm chí cả những năm nhuận có 29 ngày. Một sản phẩm phải nói là cực kỳ khủng với một mức giá cực kỳ tốt. Nè, không mất thời gian của anh em nữa. Đã bắt đầu gặp nhập chính ngày hôm nay nha. Đây lên thì chiếc hộp rất là quen thuộc thôi, mình không có gì để review về chiếc hộp gì cả. Đây một em Citizen có đầy đủ Eco Ride và lịch vạn niên. Mặt em này là màu xanh nha anh em, mà do mình quay ban đêm á, hôm nay thấy có vẻ nó nhìn nó hơi đen đen nhiều hơn, thì nó xanh đen mà nó ngã đen nhiều hơn. Rồi coi mã trước nha. Đây mã sản phẩm BL800-54L với giá retail là 459 đô, thì giá đề nghị của hãng là đâu đó khoảng 11 triệu. Sử dụng máy Calibre 8700. Thì cái bài này mình sẽ hướng dẫn các anh em cách chỉnh lịch cái này làm sao. Với một chức năng quá khủng như vậy thì mình chỉnh như thế nào, thì chỉ hướng dẫn cho anh em chỉnh. Và không phải chỉ riêng cái mẫu Citizen này mà cả những tất cả các con sử dụng cái máy này nha anh em ha. Thì anh em nào đang xài cái máy 8700 thì có thể xem và có thể áp dụng y chang như hết đó. Một cái sản phẩm này để tượng trưng cho anh em mình dễ biết thôi. Rồi mình đi vào thiết kế nha. Thiết kế cái mặt số từ ngoài đi vô, mình cái hàng đầu tiên là hàng tháng nè, January, February, March. Rồi tiếp theo là vạch chi phúc với các 60-50, cái vạch còn lại là số là chia vạch thôi. Tiếp theo là chia giờ là số lâm mã. Thì đây có các vành tròn ở đây nha em, đó thì có các vành tròn, các vân tròn lớn thì mình lấy tay ra mới được, các vân tròn lớn trọng tâm. Rồi có cái sub dial bên đây, sub dial vị trí từ 1 giờ tới 3 giờ. Thì cái cánh quạt bên đây là thứ nè, bên đây là LI là leap year là năm nhuận nha. Rồi cộng 1 2 3 thì cứ 4 năm thì nó nhuận một lần, mình sẽ có cái này. Rồi bên đây là vị trí từ 9 giờ tới 10 giờ là sub dial chỉ kim 24 giờ. Rồi ở dưới đây cánh quạt tiếp theo đây là sẽ giới thiệu từng chức năng luôn. Cái chữ này là TME là time, CAL là calendar là chỉnh lịch, ALM là alarm là chỉnh báo thức, LTM là local time mode là chỉnh giờ ở dual time á, chỉnh giờ secondary, giờ quốc gia thứ hai. Đây anh em mình có thể coi chức năng bên đây nè, lịch birthday, lịch vạn niên nè, báo thức nè, và cái dual. Đây vẫn là stainless steel chống nước 100 và kính hạn chế chày non red crystal, nó in nó bị thiếu chữ gì đó. Bản này là bản nội địa Nhật. Rồi không làm mất thời gian của anh em nữa, mình sẽ bắt đầu vô ngay cái chức năng đầu tiên nha. Để chỉnh giờ thì mình giật ra trước nha. Đó anh em thấy cái kim dây nó vừa quay vị trí số 6 là nó đang bắt đầu đang ở chế độ time. Giật thêm một cái nữa, hai nấc nha. Rồi chỉnh, mình thấy chỉnh từng phút cũng được, tới lui được nha anh em ha. Bây giờ mình xây ra, đây là một bộ máy rất là chất đó, xây nhanh một cái thì máy tự động hiểu nó sẽ chạy luôn, anh em sẽ không bị mất thời gian phải chỉnh từng nấc nữa đó. Ví dụ như mình đang quay là 23 giờ nè, 24 giờ kim 24 giờ đang chạy theo đó, 0 giờ 1 giờ sáng
À, mình cho nó quay ra một cái điểm vị trí nào đó để mọi người mình dễ xem các chức năng còn lại luôn. Rồi, cho dừng vậy nha. Mình giật nhẹ cái nữa là nó sẽ dừng lại. Rồi, khi mà chỉnh xong hết mình đóng vô. Kim dây bắt đầu điểm bình thường. Rồi, tiếp theo mình chỉnh chế độ calendar, chỉnh lịch nha. Nước nhỏ ra. Xoay cái kim mình lên. Rồi. Vô kim mình chỉ cái calendar rồi nè. Xa ra xíu nữa. Đó, thì cái kim này bắt đầu hiển thị bên đây. Nè, nhận thử với em coi thử nha. Cái đầu tiên là y là leap year, thì năm nay năm 2020 thì là năm nhuận để leap year. Xong là ứng cái này đó. Bây giờ là kim chỉ lớn quay một vòng, để tiếp theo là mình chỉnh năm, xong mình chỉnh tháng. Xoay xoay thì hôm nay tháng 3, mình sẽ để tháng 3. Tháng 3 là March. Rồi ứng cái nữa, cái này mình xoay lên thử nha. Cái này là chỉnh ngày nè. Đó. Mình xoay ngược lại cũng được, ngược cho kim lại vẫn được, thì nó sẽ trả về ngày chính, à chính ngày, nên để tượng trưng nha, không có đúng ngày nhưng mà mình chỉnh nhanh cho mọi người. Ứng tiếp cho nữa. Rồi kim này đánh đến lui là chỉnh thứ, chỉnh bình thường thôi, cứ chỉnh tới thôi. Đó là chỉnh thứ. Sau khi chỉnh xong hết tất cả các lịch rồi thì mình đóng vô, đúng không? Nên mình giật ra đây, để lại chế độ là cái time mọi người coi nha. Đó, giờ tiếp tục hoạt động bình thường. Tiếp theo là tới cái alarm. Thì cái alarm này mình để ý nha. Bây giờ là alarm thì nó sẽ báo thức theo chế độ time mode, chứ không có báo thức theo chế độ local time mode trên đây. Theo cái time này là cái giờ hiện hành của mình đây nè. Bây giờ mình coi nè, bây giờ nó là 4:42. Mình sẽ chỉnh lại là 4:44. Rồi, quay qua đây. Rồi, khi mình để chế độ alarm thì mình sẽ để cho cái kim nó tự hoạt động, thì nó sẽ báo cho mình lại là cái giờ trước á, giờ cái thời gian trước mình đã chỉnh cái báo thức, thì kim dây cái phút nó sẽ để nó chạy một chút. Trong quá trình chạy thì mình sẽ nói về cái cọng dây nha. Thì cọng dây đây nó rất là đặc biệt, nó không giống như những cái dây stainless steel anh em khác khác, ngoài việc nó đúc trầm ra một việc ra. Và ở đây cái khoảng cách này mình thấy nè, đó anh em nhìn kỹ nè, nhìn ngang nhìn dọc nè, nó có cái độ lõm ở đây, một cái dốc ở đây, để nó báo cho mình là cái khoảng cách này nó lớn. Thì đối với các anh em mà hay có mồ hôi á, hay là một hồi tay á, thì cái dây inox này là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời luôn á. Nó đảm bảo cho mình là cái độ thoáng của cái tay mình không bao giờ sợ bị hôi này, và cái việc lau chùi nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bộ dây inox mình coi coi nó chạy hết chưa, chưa nha. Đây, vừa hết đây nè. Thì cái báo thức này đang hiển thị là ở 8:28, thì mình nãy là 4:42 đúng không? Mình sẽ chỉnh 45 luôn nha. Trước hết mình coi cái kim on off nè. Cái kim này mình bấm vậy thì nó sai nhất ra nhất nha. À, on off nè, có nút dưới nè. On là để mở. Thì anh em nào mà mình dùng mình hay kêu hoài, mình khó chịu á, thì mình chỉnh off lại. Còn anh em mình để test cho anh em thì mình để on. Rồi mình xây. Nó xây chỉ chỉnh lịch. Đó, như chỉnh lịch giống như chỉnh giờ vậy thôi. Mình xây lại thì mình sẽ để lại là 4, nãy 4 giờ cái máy này đang chạy 4:42 đúng không? Thì mình sẽ để 4:45 nha. Đó, mình soi coi sơ qua. Cây sai xử lý phê bóng. Bỏ đi phê bóng, rất đẹp, rất sang. Mẫu này cũng nhỏ thôi. Thì cuối video thì mình sẽ đo cái thước. Bây giờ mình coi chức năng thôi. Thì bài này là bài hướng dẫn mà, thì mình sẽ tập trung vào chức năng ở ở đầu video hết cho anh em.
thì nó sẽ tiết kiệm thời gian của anh em hơn. Đó, bây giờ 4 giờ nè, 4 giờ mình sẽ chỉnh 4 giờ 45 nha, 45 vừa làm cái đi. Ok, đóng lại. Giờ mình chỉnh lại cái time này, time trước nha, mình lỡ lỡ để bên kia time trước. Thế 45 mất rồi, mình sẽ chỉnh lên một miếng nữa. Bảy đi. Rồi. Chỉnh lại cho anh em coi nè. Thấy kim quay rất là đã không? Một cảm giác rất là xịn sò khi chỉnh cái mẫu như vậy. Rồi mình sẽ nói tiếp nha. Mình đây 45, 2 phút nữa thì máy nó sẽ kêu. Đây, khóa đây. Khóa rất là tuyệt vời. Tất cả thì còn mới 100%. Nó mới vừa như vậy. Đó, sờ đây nha, xử lý phải xước hai cái nút, xử lý phải bấm. Thì cái nút này mình bấm một cái không mở được nha, phải bấm hai bên mới mở ra được. Khóa gập bên toàn bộ inox không rỉ, có chữ sau lưng luôn cho anh em. Rồi, nắp đít chứ còn siêu guarantee nè, có gì mới đúng. Nó còn một cái lớp giấy dán này mà, nên sẽ hơi 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 khó giờ một chút. Đây, quả địa cầu ở giữa có chữ calibre 8007. Thì anh em mà dùng cái máy 8007 thì cứ theo cách tiếng hướng dẫn thì đảm bảo anh em ok giống nhau. Cái này nó lấy nét không được, anh em thông cảm giúp cái tiếng nha. Thì cũng như thông số máy và khả năng chấm nước cái này là 10 ATM vậy thôi. Rồi mình coi coi nó sắp kêu chưa. Đó, trò quay chính xác luôn. Nó đúng đúng ngay cái 12 giờ đã kêu. Thì nó kêu như vậy á, thì mình bấm nút trên, nút dưới gì đều tắt được hết. Bấm tắt nè. Đó, cho anh em nghe cho rõ tiếng kêu nè. Khá lớn à. Đó, mình chưa bấm nhưng mà nó tự động tắt luôn. Nhưng mà anh em nếu mình dậy sớm hơn, khi bấm nút trên, nút dưới thì tự động nó sẽ tắt luôn. Thì nó sẽ đỡ ồn ào. Rồi tiếp theo tới chế độ này, như mình để mình chỉnh cái kim này ra ngoài để anh em mình cùng coi cái chế độ cuối cùng của nó. Rồi, quay ra ngoài để anh em mình cùng coi cái chữ LTM. Rồi, là tôi mời nha. Tổng lại đi. Tổng lại. Nhỏ đây. Đây, chính là LTM. LTM thì nó hiển thị giờ ở nước thứ hai là cái dual time đó. Thì mình chỉnh. Thì cái này nó có một cái đặc trưng là cái kim phút thì nó sẽ giống như cái time off. Và mình chỉ chỉnh, mỗi lần mình chỉnh chỉ được cách đúng một tiếng thôi. Mình xây một cái thì nó một tiếng, một cái nó một tiếng. Cái là cái lưu ý không chỉnh phút mà chỉ chỉnh đúng một tiếng. Đây mình sẽ ví dụ cho anh em coi. Đó, bây giờ nó khoảng tầm 2 giờ kém 5. Nè, mình dặn thử nè. Ô, sorry anh em, mình đang để sorry anh em, mình đang để chế độ time mất tiêu rồi. Trả cho xong. Đó, 8 giờ kém 5 nè. Time off.
Sorry anh em nha, mình bấm lộn cái nó quay nó mất thời gian của anh em. Giờ đợi nó trả về đúng cái thời gian time mode, local time mode trước đó. Rồi, giật mông nước ra. Rồi, em xây thử nè. 2 giờ kém 5 đúng không? 3 giờ kém 5. Một lần quay này là nó sẽ một tiếng. Thì để chơi 9 giờ uống giờ thứ hai thôi. Thì cách cách mình mấy tiếng đó là mình chỉnh. Tùy theo cái công việc của mình đang làm việc ở ở đâu. Ok, mình sẽ đo sơ qua nha. Mẫu này rất là nhỏ thôi. Mình sẽ đo sơ qua cho anh em cùng coi. Đây một cái mẫu rất là khủng, công nghệ Diamond nhưng chỉ size 39 thôi. Bây giờ độ dày 11, lớp chua lớp lớp này cũng ngắn cục luôn, 44.6. thì cái lớp như lớp ngắn 44.6 và cái size 39 này thì cổ tay 15, như mình là cổ tay 15.5 nè, anh em coi thử nha. Đó, may rất là ok, vừa vặn, nó tuyệt vời. Rồi ngoài những cái chức năng ở trên đây ra thì cái máy này còn theo tiếng tìm hiểu thì vẫn còn thêm một chức năng reset on, là chỉnh tất cả kim về không không hết, nhưng mà mình thấy nó không có cái tác dụng gì hết. Và bài thư cái bài hướng dẫn này cũng đã rất là dài rồi thì mình xin kết thúc video tại đây. Còn nếu mà anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên cái trang của trang YouTube của Citizen để coi, hoặc là nếu mà mình coi không có hiểu rõ thì cứ comment ở bên dưới thì Tiến sẽ sắp xếp thời gian để làm thêm một cái video tiếp theo để hướng dẫn mọi người cách reset on. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Tạm biệt.